Hello chào anh em, chào mừng em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Chúc anh em một ngày mới làm việc an toàn và hiệu quả. Đây xin giới thiệu với anh em trong hội đây là lô ACB, lô ACB của Slider. Đây là dòng ACB Master Pack NT Master Pack. Đây quay cho anh em thấy này. Ở đây là có ba ba con ACB thì cũng giới thiệu qua với anh em Cái dòng ACB Master Pack này là cái dòng máy cắt không khí Được thiết kế để bảo vệ hệ thống điện Khỏi những cái hư hỏng như là quá tải này, đoạn mạch này, chạm đất thiết bị Đây này mọi người, quay một lượt cho mọi người thấy ừ. Những ACB này về để thay thế cho những ACB cũ nha mọi người nha đây ACP cũ đây này. Thì cái đặc trưng của cái dòng Master Park này là nó có cái bộ điều khiển Micro Micro Logic. Nó có khả năng là đo công suất này và các cái chức năng bảo vệ hiển thị cho chúng ta dòng kể cả dòng dòng điện nữa. Master Pack là cái loại dòng máy cắt nhỏ nhất thế giới nó kích thước nhỏ gọn nó khoảng cái cái dòng định mức của nó là từ 630 đến 1600 a đây là sau khi mà anh em đã mở hộp khui mở hộp đây thì mọi người thấy này hàng mới nguyên đai nguyên kiện đây sau khi đã mở hộp thì là như này Đối với dòng máy cắt này thì cái dòng cắt ngắn mạch của nó lên đến tầm 42 đến khoảng 150 k đảm bảo cho cái tủ điện của chúng ta vận hành an toàn. Mình cũng sẽ lượt qua một số những thông số kỹ thuật cho mọi người nhé. Về cái dòng điện định mức thì mình cũng đã nói cho mọi người là nó dao động khoảng từ 630 đến 1600A. Dòng cắt của nó là từ 42 đến 150kA. Ở cái điện áp là 220V hoặc là 415V VAC. Đây là điện áp xoay chiều nha anh em nhé. và điện áp có thể lên tới 690 VAC. Với cái dòng MasterPack này thì nó có thể có hai loại, đó là loại cố định và các loại có thể rút ra rút vào được. Và đương nhiên thì nó cũng sẽ có cái loại ba cực hoặc là bốn cực. Cái bộ điều khiển micrologic điện tử nó sẽ tích hợp đo dòng áp này đo công suất này đo năng lượng cho phép quản lý này rồi là chống uh, chạm đất này ở các chức, chức năng bảo vệ một số một số những cái thông số kỹ thuật về cái bộ MicroLogic thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn đó là bốn cái cấp bảo vệ nó có long time, short time, instant và ground. Đấy tương ứng với các cái chức năng bảo vệ quá tải ngắn mạch này, chạm đất. Bốn cái loại đo lường chúng ta có loại đo lường đó là ampere, ampe kế đo dòng, e đo năng lượng, p đo công suất và h là đo sóng hài. Nó tùy từng option chúng ta mua về thường thì các option tăng lên thì tương ứng với giá sẽ tăng lên giao thức là có thể dùng mạng Dây mạng của chúng ta hoặc là dùng modbus đối với đối với chức năng cài đặt bảo trì giảm thiểu năng lượng tức Chứ là chức năng là nó viết tắt là erms đấy thì nó có sẵn cái có sẵn để bảo vệ cái đèn flash hồ quang cho MicroLogic cái loại P và loại H về lợi ích của cái bộ ngắt này thì mình cũng chia sẻ luôn cho mọi người đó là nó an toàn bảo vệ tối ưu cho cái hệ thống điện hạ thế của chúng ta ngoài ra thì nó có cả chức năng giám sát tích hợp để tiết kiệm năng lượng ví dụ cải tạo à, cải thiện cái thời gian hoạt động rồi cái giải pháp giám sát hơn nữa là nó nhỏ gọn nhỏ gọn ứng dụng nó rất dễ trong những cái tủ điện công nghiệp đương nhiên rằng cái chia sẻ của mình nó cũng không thể là đầy đủ được anh em có thể đọc thêm cái menu của Ừ, của của ACB này hoặc là đọc thêm cái catalog. OK nhé anh em nhé. Còn bây giờ thì mình phải tiến hành xử lý một số vài việc đây. OK. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.